chào quý vị. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền Việt Nam. Và bản tin trưa nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Bỉ và trao đổi về các lĩnh vực thế mạnh của mỗi bên, ký kết các văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành và doanh nghiệp hai nước. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cam kết trần lãi suất huy động sẽ không vượt quá 9,5% mỗi năm và lãi suất cho vay sẽ giảm từ 0,5 đến 2% mỗi năm. Tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt hơn 700 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 15% so với năm ngoái. Đây là kết quả của các hiệp định tự do thương mại thế hệ mới mà Việt Nam tham gia. Sau đây là những nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tiếp tục thăm chính thức Vương quốc Bỉ, chiều qua theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Bỉ. Trước khi dự diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng công chúa Bỉ Astrid và lãnh đạo doanh nghiệp hai nước đã tham quan triển lãm về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Chủ tịch Liên đoàn Giới chủ Bỉ nhấn mạnh mối quan hệ hai nước đang tốt đẹp hơn bao giờ hết và tin tưởng sau chuyến thăm của Thủ tướng, quan hệ thương mại sẽ đạt được những mốc son mới. Sau khi thông tin với cộng đồng doanh nghiệp hai bên về tình hình kinh tế và những mục tiêu, đường lối, định hướng phát triển lớn của Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Bỉ là một trong cửa ngõ vào EU đối với các mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 ước đạt gần 5 tỷ đô la Mỹ. Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Bỉ và châu Âu tiếp tục đầu tư, kêu gọi thêm các doanh nghiệp bạn đầu tư vào Việt Nam. Trong đó ưu tiên vào các lĩnh vực chuyển đổi số, ứng phó với biến đổi khí hậu, kinh tế xanh, tuần hoàn, kinh tế tri thức, phát triển hạ tầng cứng, hạ tầng mềm, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, hỗ trợ Việt Nam đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng. Với phương châm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp, người dân và tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro và khó khăn chia sẻ, Thủ tướng tin tưởng thời gian tới các doanh nghiệp Bỉ sẽ thành công hơn tại Việt Nam. Nhân dịp này, Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, doanh nghiệp hai nước. Cũng trong chiều qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ cao IMEC hàng đầu của Bỉ và EU để tìm hiểu kinh nghiệm, trao đổi giải pháp thúc đẩy hoạt động hợp tác khoa học công nghệ giữa hai nước. Được thành lập năm 1984, IMEC là tổ chức phi lợi nhuận của Bỉ chuyên về nghiên cứu và phát triển công nghệ số và công nghệ nano trong lĩnh vực điện tử. Đây là một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu châu Âu và hoạt động hợp tác với nhiều tập đoàn lớn trên thế giới như Samsung, Intel, Sony, Google, Apple, Microsoft. Các lĩnh vực nghiên cứu trọng tâm của trung tâm là thu nhỏ chip bán dẫn ứng dụng trong khoa học máy tính, năng lượng thông minh, trí tuệ nhân tạo, thành phố thông minh, hệ thống cảm biến hình ảnh, sức khỏe. IMEC được quản lý bởi hội đồng gồm doanh nghiệp trong ngành, chính quyền và các trường đại học vùng Flanders. Tại thành phố Leuven, IMEC có cơ sở nghiên cứu và xử lý chất bán dẫn khoảng 12.000 ha. Năm nay, dự kiến doanh thu của IMEC đạt khoảng 825 triệu euro, trong đó 75% doanh thu đến từ các doanh nghiệp. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao mô hình IMEC hoạt động rất hiệu quả, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp, người dân và cho rằng hạ tầng, con người và kết nối là những yếu tố làm nên thành công của IMEC. Thủ tướng đề nghị IMEC tăng cường hợp tác kết nối với Việt Nam với vai trò là một thị trường, nơi nghiên cứu và nền văn hóa có thể bổ sung cho thành công của IMEC, đồng thời giúp Việt Nam có thể có bước tiến nhanh với tinh thần cùng thắng, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Thủ tướng đề nghị hai bên hợp tác với lộ trình, bước đi phù hợp, cụ thể, hiệu quả. Xin chuyển sang những thông tin kinh tế. Triển vọng kinh tế toàn cầu ảm đạm, Việt Nam cần thận trọng trước những thách thức bên ngoài. Nhận định mới đây của Ngân hàng Thế giới với bức tranh tăng trưởng kinh tế Việt Nam từ nay đến sang năm. Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay của Việt Nam ở mức 7,2%. Dù đây là mức tăng trưởng cao so với nhiều quốc gia, nhưng có thể chậm lại trong những tháng tới. Ba lực cản tác động đến kinh tế toàn cầu trong năm nay và năm tới là áp lực lạm phát kéo dài, điều kiện tài chính xấu đi và suy thoái kinh tế trên diện rộng. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ giảm tốc mạnh. Các cú sốc kinh tế bổ sung như việc thắt chặt tiền tệ mạnh hơn dự kiến có thể dẫn đến suy thoái kinh tế ở nhiều quốc gia. Trong đó có các đối tác thương mại chính của Việt Nam cũng như sự gián đoạn liên tục trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Chính sách tiền tệ của Việt Nam cần phải thích ứng với diễn biến của thị trường thế giới. Nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tiếp tục tăng lãi suất và áp lực tỷ giá vẫn còn, cơ quan quản lý tiền tệ Việt Nam có thể cân nhắc cho phép tỷ giá hối đoái linh hoạt hơn nữa. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa sẽ giúp hạn chế tối đa việc tăng thêm lãi suất. Các cơ quan chức năng có thể xem xét hạn chế chi tiêu công, đồng thời ưu tiên chi cho phát triển nguồn nhân lực và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công. Tổng doanh thu của 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước năm nay đạt trên 1,1 triệu tỷ đồng, vượt 14% kế hoạch và mang về lợi nhuận trước thuế trên 39.000 tỷ đồng. Đây là thông tin được công bố tại hội nghị tổng kết công tác của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Kết quả này đã giúp 19 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tổng giá trị vốn nhà nước được bảo toàn, phát triển, nộp ngân sách cao và thu nhập bình quân của người lao động tăng lên, đồng thời thể hiện vai trò quan trọng của khu vực kinh tế nhà nước trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, đối phó với những biến động thị trường, kiềm chế lạm phát, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và thực hiện chính sách an sinh xã hội. Ngoài ra, Ủy ban cũng đã báo cáo Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền xem xét tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật để sớm triển khai nhiều dự án mới với tổng mức đầu tư khoảng 259.000 tỷ đồng trong thời gian tới. Trần lãi suất huy động của tất cả các ngân hàng thương mại sẽ không vượt quá 9,5% mỗi năm và lãi suất cho vay sẽ giảm từ 0,5 đến 2% mỗi năm. Đây là những cam kết được Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam vừa công bố sau khi họp bàn với các ngân hàng thành viên. Tại cuộc họp giữa Ngân hàng Nhà nước, Hiệp hội Ngân hàng với các ngân hàng thương mại, một thông điệp quan trọng đã được thống nhất đưa ra, đó là không để lãi suất huy động vượt quá 9,5% một năm, kể cả khuyến mại. Đây là cơ sở để các tổ chức tín dụng cam kết giảm lãi suất cho vay từ 0,5 đến 2% một năm trong thời gian tới. Điều này nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng chạy đua lãi suất đang nhen nhóm ở một số ngân hàng thương mại. Đến nay thì đã có 16 tổ chức tín dụng đã đăng ký cam kết giảm lãi suất cho vay và cá biệt có đơn vị đã giảm lãi suất cho vay đến 3,5% một năm. Tôi cho đây là một cái sự cố gắng quyết tâm của các tổ chức tín dụng là tiết giảm chi phí và chia sẻ khó khăn đối với cả các doanh nghiệp. Cũng tại hội nghị này, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đã khẳng định sẽ sẵn sàng hỗ trợ và đảm bảo thanh khoản cho các ngân hàng. Tất cả cho thấy ngành ngân hàng đang nỗ lực để kiềm chế đà tăng của lãi suất, mặc dù áp lực từ kinh tế thế giới và trong nước vẫn đang rất lớn. Còn tại hội nghị, giải pháp tín dụng thúc đẩy thu mua, tiêu thụ, xuất khẩu các mặt hàng nông sản chủ lực vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa được Ngân hàng Nhà nước tổ chức đã không chỉ tập trung tháo gỡ những vướng mắc của các doanh nghiệp trong vùng, mà đây còn là thông điệp cho thấy Ngân hàng Nhà nước sẽ tìm mọi biện pháp để tập trung nguồn vốn phục vụ hoạt động thu mua, tiêu thụ, chế biến và xuất khẩu nông sản. Chúng tôi cũng vẫn chỉ đạo được xác định đây là một trong những nhiệm vụ rất trọng tâm và cũng là rất là trách nhiệm của ngành ngân hàng đối với khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là có được nguồn vốn giúp bà con nông dân trong vấn đề thu hoạch, trong vấn đề tạm trữ, trong vấn đề chế biến, trong vấn đề xuất khẩu. Đây đều là những cái vấn đề rất quan trọng trong cả cái chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ của người nông dân cũng như là của các doanh nghiệp. Hưởng ứng sự kêu gọi của Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng đã cam kết rót hàng nghìn tỷ đồng cho đồng bằng sông Cửu Long. Chẳng hạn, từ nay đến Tết Nguyên đán, Vietinbank cam kết dành 5.000 tỷ đồng và giảm lãi suất 20% đối với nhu cầu thu mua, tiêu thụ, xuất khẩu các mặt hàng nông sản chủ lực. Đến nay, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã đạt hơn 700 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 15% so với năm ngoái. Đây là kết quả của nhiều hiệp định tự do thương mại thế hệ mới mà Việt Nam tham gia trong 5 năm trở lại đây. Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam liên tục có những bước tiến mạnh mẽ về quy mô và tốc độ trong những năm qua. Năm 2007, sau khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới, tổng trị giá xuất nhập khẩu cả nước mới đạt 100 tỷ đô la Mỹ. 4 năm sau đã tăng gấp đôi, đạt 200 tỷ đô la Mỹ. Đến năm 2017 vượt mốc 400 tỷ đô la Mỹ và cột mốc 600 tỷ đô la Mỹ được ghi nhận vào năm ngoái. Đến hôm nay, chúng ta tiếp tục vượt mốc mới 700 tỷ đô la Mỹ. Trong 5 năm qua thì kim ngạch xuất nhập khẩu của chúng ta là tăng 1,5 lần. Số thuế thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là tăng 1,4 lần. Đặc biệt trong năm 2022 tăng trên 10% so với năm 2021. Cái số thu này đã góp phần vào những cái cân đối lớn của nền kinh tế và cái hỗ trợ trở lại đối với hoạt động của doanh nghiệp.
Năm ngoái, Việt Nam chúng ta được Tổ chức Thương mại Thế giới xếp thứ 23 toàn cầu về xuất khẩu hàng hóa, xếp thứ 20 toàn cầu về nhập khẩu hàng hóa. Còn trong ASEAN thì xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam xếp thứ 2 chỉ sau Singapore. Và năm nay khi xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vượt mốc 700 tỷ đô la Mỹ thì dự báo thứ hạng của chúng ta sẽ tiếp tục được nâng cao hơn nữa trên phạm vi toàn cầu. Nhiều hiệp định thương mại tự do được ký kết thời gian qua đã tạo ra một thị trường thuận lợi để các doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu. Kim ngạch xuất khẩu đạt cao hơn nhập khẩu cũng đã giúp cho Việt Nam hiện xuất siêu hơn 9,2 tỷ đô la Mỹ, cao gấp 2,3 lần so với cả năm ngoái. Khi chúng ta đạt được cái tốc độ xuất khẩu như vậy thì chúng ta cũng có phần đưa ngoại tệ về cho đất nước và qua đó thì cũng có phần ổn định cái cán cân thanh toán vãng lai. Mặt khác thì chúng ta cũng duy trì được cái hoạt động sản xuất cũng như là công ăn việc làm và cái điều đó thì nó cũng có phần ổn định cho cái tình hình phát triển kinh tế xã hội. Tăng trưởng xuất nhập khẩu đạt cao thời gian qua cũng cho thấy hiệu quả của các chính sách thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài và đó cũng là cơ sở để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới. Sau đây là những thông tin nổi bật về Việt Nam trên các báo. Báo điện tử của Thông tấn xã Việt Nam, bản tiếng Pháp đăng tải thông tin Việt Nam liên tục nằm trong nhóm 30 quốc gia và vùng lãnh thổ có giá trị xuất nhập khẩu lớn nhất toàn cầu theo xếp hạng của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Thứ hạng thương mại của Việt Nam không ngừng được cải thiện qua các năm. Năm 2021, giá trị xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đứng thứ 23 thế giới, trong khi giá trị nhập khẩu đứng thứ 20 toàn cầu. Tính đến ngày hôm qua, 15 tháng 12, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam năm 2022 đã đạt hơn 700 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 15% so với năm ngoái. Kể từ năm 2019, Việt Nam xếp vị trí thứ 2 trong khối ASEAN, vượt qua cả Thái Lan và Malaysia, chỉ xếp sau Singapore. Tình hình kinh tế Việt Nam năm 2023 là chủ đề được báo Liên hợp buổi sáng của Singapore quan tâm. Cụ thể, bài viết đưa ra dự báo trong năm 2023, triển vọng kinh tế toàn cầu không mấy lạc quan. Kinh tế Việt Nam cũng sẽ phải đối mặt với những cơn gió ngược. Nhưng Ngân hàng Thế giới bày tỏ tin tưởng kinh tế Việt Nam vẫn sẽ duy trì được sự ổn định vĩ mô. Dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2023 sẽ thấp hơn năm 2022 một chút, đạt 6,7%. Các chuyên gia kinh tế nhận định xuất khẩu, tiêu dùng trong nước và vốn đầu tư nước ngoài vẫn là những động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam phục hồi và tăng trưởng. Việt Nam vẫn sẽ là một trong những nền kinh tế tăng trưởng ấn tượng trong khu vực Đông Á-Thái Bình Dương. Trung tâm Thông tin Thực phẩm Trung Quốc trích dẫn số liệu của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP cho biết, tính đến hết tháng 10 năm 2022, xuất khẩu cá tra cả nước đã đạt hơn 2,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 77% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong các năm qua và cũng là mức cao nhất so với các ngành hàng khác. Hai thị trường tiêu thụ cá tra Việt Nam nhiều nhất là Trung Quốc và Mỹ. Tính đến hết tháng 10, Trung Quốc chiếm gần 30% giá trị xuất khẩu cá tra của Việt Nam với trên 638 triệu đô la Mỹ. Mỹ vẫn là thị trường nhập khẩu cá tra lớn thứ hai. 10 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cá tra sang Mỹ chiếm gần 23%, đạt 491 triệu đô la Mỹ. Theo Hội đồng Quốc tế và Giao thông sạch ICCT, Việt Nam có tiềm năng trở thành quốc gia dẫn đầu về nhu cầu xe điện và sản xuất xe điện trong khu vực ASEAN, đặc biệt là xe hai bánh chạy điện. Việt Nam là thị trường xe điện hai bánh lớn thứ hai trên thế giới, đứng sau Trung Quốc và là thị trường lớn nhất có tốc độ phát triển nhanh nhất khu vực ASEAN. Thị trường Việt cũng cho thấy sự nổi lên cũng như tiềm năng của ô tô điện chở khách. Các nhà sản xuất trong nước hiện đang chiếm thị phần lớn trong cả hai thị trường xe hai bánh chạy điện và ô tô điện chở khách. Việt Nam cần có những hành động mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn để phát huy hết năng lực, tiềm năng trong thị trường sản xuất xe điện. Trong phần tiếp theo của bản tin, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức thảo luận mở về chủ đề duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, định hướng mới cho cải tổ chủ nghĩa đa phương. Đây là bài phát biểu chung đầu tiên của ASEAN về chủ đề này và được thực hiện theo đề xuất của Việt Nam. Hà Nội cùng với những con đường, nghỉ ngơi để nạp năng lượng tích cực, giúp tạo môi trường trong lành. Thưa quý vị, theo tin của nhóm phóng viên Đài truyền hình Việt Nam từ New York, Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa tổ chức cuộc thảo luận mở về chủ đề duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, định hướng mới cho cải tổ chủ nghĩa đa phương. Trong phiên thảo luận, Tổng thư ký và Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đều cho rằng chủ nghĩa đa phương đang phải đối mặt với nhiều thách thức, từ chiến tranh, khủng bố, mất an ninh đến những khó khăn mới nổi do vũ khí tối tân, khủng hoảng khí hậu, trong khi khung hợp tác toàn cầu không bắt kịp nhịp độ.
Tổng thư ký khẳng định củng cố chủ nghĩa đa phương là ưu tiên cao nhất và sẽ được thúc đẩy thông qua chương trình nghị sự chung và các sáng kiến liên quan. Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, đã đại diện các nước ASEAN có phát biểu chung khẳng định ưu tiên, cam kết của ASEAN trong việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và ủng hộ cải tổ Hội đồng Bảo an theo hướng phù hợp hơn, tăng cường tính đại diện, dân chủ, minh bạch, hiệu lực và hiệu quả. Tiếng nói của các nước đang phát triển các tổ chức khu vực, trong đó có ASEAN, cần được lắng nghe hơn trong tiến trình ra quyết sách toàn cầu. Đây là bài phát biểu chung đầu tiên của ASEAN tại Hội đồng Bảo an về chủ đề cải tổ chủ nghĩa đa phương được thực hiện theo đề xuất của Việt Nam. Đại dịch COVID-19 được xem là chất xúc tác đối với ngành hàng kinh doanh đồ thể thao. Tại Việt Nam, thị trường đồ thể thao ước tính đạt 321 triệu đô la Mỹ, tức là khoảng 8.000 tỷ đồng. Và để đáp ứng nhu cầu của người dân, các thương hiệu lớn trên thế giới tập trung bán sản phẩm và mở cửa hàng bán lẻ tại các thành phố lớn. Cùng với đó là nhiều công ty của Việt Nam cũng lấn sân sang sản xuất và phân phối mặt hàng này. Nhu cầu quan tâm tới sức khỏe của người dân tăng cao sau đại dịch. Ngoài tới các phòng gym, nhiều người còn tự trang bị các thiết bị tập luyện. Anh Hoàng Anh ở Hà Nội đang đi tìm mua cho mình một chiếc xe đạp. Anh lựa chọn đến một siêu thị đồ thể thao để có nhiều lựa chọn hơn về mẫu mã, xuất xứ và chất lượng. Hiện tại thì mình thấy ở đây thì xe đạp hầu hết là hàng nhập, nên là mình vẫn chọn cái mẫu gọi là nó vừa với cả cái giá tiền mình mong muốn. Và cái giá trị của nó, cái giá trị đem lại cho xe đạp nó vẫn đảm bảo. Nên là mình chọn nhập hàng nhập khẩu. Chứ mình cũng chưa tham khảo được mẫu nào của hàng nội địa. Ngoài hàng nhập khẩu, nhiều khách hàng lại chọn cho mình sản phẩm nội địa với chất lượng không kém mà giá thành lại rẻ hơn. Chị Quỳnh Trâm quyết định trang bị cho mình một máy chạy bộ được sản xuất tại Việt Nam. Hàng nội thì cảm giác là chất lượng tương đồng và giá lại có thể mềm hơn một chút. Nên là tôi khá là yên tâm khi mua. Ngoài ra thì các bạn nhân viên tư vấn còn bảo hành cho mình và bảo trì vĩnh viễn. Nên là rất là yên tâm ạ. Để đáp ứng nhu cầu luyện tập thể thao, nâng cao sức khỏe của người dân, ngày càng nhiều các doanh nghiệp tham gia vào việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm thể thao, rèn luyện sức khỏe. Chúng tôi đánh giá rằng đây sẽ là một sân chơi rất là tiềm năng dành cho các nhà đầu tư, các nhà kinh doanh để quan tâm và phát triển tại thị trường thời trang thể thao máy tập ở Việt Nam. Bên cạnh đó, các thương hiệu lớn quốc tế sẽ có nhu cầu là mở rộng phát triển tại thị trường ở Việt Nam. Song song thì các mặt hàng nội địa của Việt Nam thì cũng sẽ ngày một phong phú hơn để đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Tại Việt Nam, thị trường đồ thể thao ước tính đạt 321 triệu đô la Mỹ, khoảng 8.000 tỷ đồng. Con số này sẽ tiếp tục tăng trong các năm tới khi thu nhập và nhu cầu của người dân tăng lên hàng năm. Kinh doanh mặt hàng đồ thể thao hứa hẹn là lĩnh vực gà đẻ trứng vàng. Thưa quý vị, phố đi bộ là không gian của cộng đồng và với những thành phố du lịch, đây còn là điểm đến thú vị với nhiều hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí hấp dẫn cả du khách và người dân. Và Hà Nội là địa phương dẫn đầu trong xu hướng mở các tuyến phố đi bộ. Và bên cạnh không gian phố đi bộ như tại Hồ Gươm, phố Trịnh Công Sơn hay phố đi bộ thành cổ Sơn Tây, thì Hà Nội đang dự kiến mở thêm các tuyến phố đi bộ ở các quận Ba Đình, Hai Bà Trưng và Hoàng Mai. Mở cửa trở lại từ tháng 3 năm nay, phố đi bộ Hồ Gươm tiếp tục trở thành điểm đến yêu thích của người dân ở mọi lứa tuổi và mỗi dịp cuối tuần với nhiều hoạt động sôi nổi. Rất tuyệt vời ạ. Mà cô thấy là tất cả những du khách ngay cả đi xa Hà Nội và người Hà Nội đều yêu quý cả. Ở tuổi như các cô là sắp xỉ 80 cả, nhưng tất cả mọi người ra đây đều thấy rất trẻ. Phố đi bộ Hồ Gươm thật một nơi rất là tốt để mà cho các bạn trẻ, ví dụ như là những người sinh viên như em ấy, được mở mang thêm những kiến thức của mình. Tôi thấy là chỉ có phố đi bộ Hồ Gươm là lúc nào cũng là cái sức hút không những đối với người dân trong nước và cả thế giới. Việt Nam rất xinh đẹp, mọi thứ đều tuyệt vời. Tôi yêu văn hóa, con người và ẩm thực Việt Nam. Tôi nghĩ sẽ rất hay nếu như mình mang tranh này về nhà như một món quà lưu niệm của Hà Nội. Và chúng tôi sẽ treo tranh trong nhà. Mỗi lần nhìn nó tôi sẽ đều nhớ về Hà Nội. Địa danh hấp dẫn này cũng trở thành điểm đến, giới thiệu với bạn bè quốc tế cũng như du khách về một Hà Nội, thành phố của hòa bình. Nhiều nguyên thủ quốc gia lựa chọn phố đi bộ để tìm hiểu thêm về nền văn hóa Việt Nam, con người Việt Nam. Mới đây nhất là Thủ tướng Đức Olaf Scholz.
Thưa quý vị, bên cạnh ý nghĩa là một không gian văn hóa du lịch, có một giá trị nữa của các tuyến phố đi bộ với môi trường sống mà ít người chú ý tới, đó là thư giãn nghỉ ngơi. Vâng, sau một tuần miệt mài phục vụ các loại phương tiện thì quãng thời gian cuối tuần trở nên quý giá hơn bao giờ hết, bởi khi con người được nghỉ ngơi thì đường phố cũng được nghỉ. Chờ mãi cũng đến cuối tuần để đón em đi vài vòng Hồ Gươm. Chờ mãi cũng đến cuối tuần để chạy bộ không cần khẩu trang, để tập đạp xe thật thong dong, để tâm sự nhỏ to và ngồi bệt ngay trong lòng đường phố. Đến phố đi bộ vào dịp cuối tuần không phải chỉ để trải nghiệm những điều mà trong ngày thường chúng ta khó có thể làm được, ví dụ như là đi bộ dưới lòng đường như thế này, mà còn để tận hưởng bầu không khí trong lành khi mà không còn ô tô và xe máy đi lại nữa. Hãy nhìn biểu đồ chất lượng không khí của các quận Hà Nội vào ngày cuối tuần. Biểu đồ màu cam của khu vực quanh phố đi bộ của quận Hoàn Kiếm luôn thấp đáng kể so với các quận khác. Cái việc mà tạo ra các cái phố đi bộ này mới chỉ là cái bước ban đầu để chúng ta chuyển đổi thành phố sang một cái thành phố mà thân thiện hơn với con người cũng như là giảm ít ô nhiễm hơn, gần gũi gọi là hòa đồng với cả thiên nhiên hơn. Sự trong lành không chỉ đến từ những con số, nó có thể thấy rõ từ cảnh vật đến tâm trạng của người tận hưởng. Lần đầu tiên mà cả gia đình được đi đông như thế này mà về thưởng thức cái phố đi bộ của Hồ Gươm. Tôi thấy không khí ở Hồ Gươm hôm nay rất là trong lành. Thời tiết rất đẹp. Không khí tất nhiên là tốt. Tuy nhiên thì Hà Nội là thành phố lớn, cũng không mong nó trong lành như vùng nông thôn được. Tôi cho rằng phố đi bộ là cần thiết ở bất kỳ đâu, vì giao thông, nhất là xe máy, thì rất ô nhiễm. Chuyện một con phố không chỉ dành cho xe chạy, hóa ra không dừng lại ở một hoạt động thí điểm. 6 năm đi qua, sự nghỉ ngơi của con phố trung tâm nhất thủ đô này thực sự trở thành một điều cần thiết. Nhịp nghỉ ngơi để cả thiên nhiên và con người nạp năng lượng tích cực. Và trong phần cuối của bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự trưa nay của chúng tôi. Để xem lại chương trình, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web vtvgo.vn hoặc tải ứng dụng VTV Go trên App Store hoặc Google Play. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.